Biết bên này cũng mát, không có nắng không? Cũng dễ tham quan. Xin chào các bạn, như vậy là ngày hôm nay chúng tôi đã được đi sự trải nghiệm của vùng sông nước miền Tây. Đi qua chợ nổi Cái Răng thì rõ ràng là chúng ta đều nhận ra một thấy là cái tầm sáng sớm và tầm chúng ta đi tầm 6 giờ thì hoạt động của buôn bán ở chợ Cái Răng gần như là sôi nổi hơn. Nhưng có cái đặc biệt của chợ Cái Răng là gì? Là ở đó thì thường là những người dân họ buôn bán thì đều là bán buôn, không có những cái mặt hàng là bán lẻ. Và tôi cho rằng là cái đó là một cái điều mà tôi thấy hết, tôi cảm nhận được sự văn hóa nơi đây. Và mỗi một con thuyền thì đều có một cái cột rất là cao. Ở trên cái cột cao đó thì họ bày những vật phẩm, ví dụ như là hoa quả, ví dụ như củ đậu hay là dừa. Ở đó thì khi mà người ta nhìn vào đó thì người ta sẽ phát hiện ra được là ở trên chiếc thuyền này thì người ta bán gì. Và sự trải nghiệm thứ hai nữa mà chúng tôi vừa được vào và chúng tôi vừa lên thuyền để trở về thành phố Cần Thơ, đó là miền vườn Sơn Tây. Ở miền vườn Sơn Tây thì chúng ta có thể đến đấy thì nhận thấy rằng là nằm vào thời điểm này thì đang là mùa các miền vườn đã thu hoạch rồi, nên chính vì vậy không có nhiều những hoa quả. Nhưng đến với miền vườn thì tôi rõ là tôi cảm nhận thấy rằng sự trải lòng mình với thiên nhiên. Và ngày hôm nay chúng tôi đi, hai anh em đi đường Vosca và thì anh Trần, thì tôi nghĩ đây là sự tuyệt vời, có một chiếc thuyền để hai người đi thì tôi nghĩ là có thể khu du lịch và chúng ta hai người đi trên chiếc thuyền này thì người ta cũng phải ở đây một là xa xỉ. Nhưng hôm nay chúng tôi rất là may bởi việc là chúng tôi được trải nghiệm trên chiếc thuyền này, và một anh lái thuyền thì hết sức thân thiện và gần gũi và tạo cho chúng tôi những cảm giác không muốn phải rời xa Cần Thơ, giống như là hai câu thơ là Cần Thơ cả trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng chưa muốn trở về, nhưng mà chiều ngày mai thì chúng tôi sẽ phải đáp chuyến bay để trở về thủ đô để tiếp tục với công việc của mình và tạm xa rời Cần Thơ để cùng thực hiện những công việc và trong chương trình tập huấn của chúng tôi đã được tập huấn để cùng về chuyển giao cho anh em, để từ đó để các anh em có kiến thức, từ đó là giúp cho thanh niên thủ đô cũng như là các tỉnh khu vực phía Bắc có thêm những kỹ năng cần thiết nhất để hỗ trợ vào trong công việc của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại một lần cuối nữa về con người, về của miền sông nước Cần Thơ, sự gần gũi, sự thân thiện và rất nhiều những cái tuyệt vời nữa mà chúng tôi không thể dùng những lời nói nào mô tả được. Và chỉ có một cách duy nhất, đó là bạn hãy đến Cần Thơ và hãy trải nghiệm lòng mình với tất cả con người và miền sông nước tại nơi đây, thì các bạn sẽ cảm nhận thấy được nhiều hơn. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại một lần cuối cùng nữa về miền sông nước Cần Thơ. Xin mời. Cảm nhận thấy rõ ràng là thiên nhiên của chúng ta thì cảm thấy tuyệt vời. Hai bên bờ này đều là những khu miền vườn của miền Tây, để từ đó các bạn có thể cảm nhận được rõ ràng và thân thiện hơn. Ngồi ở đây thì chúng ta mới thấy được là cảm giác mà đi trên một chiếc thuyền, cũng như là được trải nghiệm đứng trên này rất là trồng trành, nhưng mà ta cảm thấy gần với sông nước nhiều hơn. Và hy vọng rằng họ sẽ có những điều thú vị nhất của con người miền Tây. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn ngắm lại những cái khu vực ở đây. Và thời điểm này thì rất nhiều những cái con thuyền ở ngoài thành phố Cần Thơ mới đi vào đây, bởi vì là ngày hôm nay chúng tôi chọn một khung giờ, đó là khung giờ vào 6 giờ sáng thì cái sự đông đúc họ không có, nhưng mà chúng ta có thể rõ ràng khi mà ở khung 6 giờ thì chúng ta cảm thấy được gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn. Đó là chiếc đò nhỏ đây đấy, chiếc đò nhỏ này là chiếc đò nhỏ chở những du khách nước ngoài của chúng ta.
có lẽ là bây giờ thì cũng đã thời gian điểm mà chúng tôi cần phải di chuyển về thành phố Cần Thơ rồi. Và cũng nữa là xin chào và hẹn gặp lại. Thế anh Trần, thế anh Trần đang có mặt tại sông nước Cần Thơ. Và xin chào và hẹn gặp lại.